Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em xả cho quý vị thanh lý ha, về một con đồng hồ Pháp Veritas, vị đánh bài Westminster, Veritas Westminster. Đồng hồ Pháp 8 gồng 8 búa nha quý vị. Thùng khắc hoa văn cực kỳ đẹp. Con này thì nó có chiều cao này 72 cm và cái chiều ngang 31 30 nha mọi người, 30 cm, chiều ngang 30 cm, mặt của nó là 20,5 ha, 20,5 cm. Thùng quất góc cạnh đây các bạn, khá đẹp nha các bạn. Kính cường lực ở dưới nè, rất đẹp ha. Rồi, đây là con lắc rất là đẹp luôn nha quý vị. Bây giờ em test chuông cho quý vị nha. Tiếng chuông đánh ngân vang chậm rãi rất là hay nha quý vị, vang như chuông nhà thờ vậy. Cây búa nó nằm hơi thụt ở dưới ha, cho nên quay về nhìn không thấy nha quý vị, hơi tối đấy. Chuồng rất là hay nha. Rồi, tất cả là hoạt động hoàn hảo, cân chỉnh chính xác và máy móc dầu mỡ là đầy đủ hết rồi. Về quý vị chỉ việc treo dùng. Và với cái mức giá là hôm nay em thanh lý nhanh như quý vị, với mức giá là 6,9 triệu nha, bao ship toàn quốc. Lưu ý mức giá là em không có giảm gì hết như quý vị, 6,9 triệu em bao ship cho quý vị luôn. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.